Xin chào cả nhà. Xin tự giới thiệu, em là An, đến từ đơn vị hợp tác xã Giao Phúc Sen. Hôm nay em sẽ lên một clip giới thiệu về 3 cây dao mèo hoàng gia của hợp tác xã Giao Phúc Sen. Đó sẽ là size dao mèo 28, dao mèo size 25 và dao mèo size 20. Ba mẫu dao mèo này của em thì đều được làm từ chất liệu thép nhíp xe ô tô ngang nguyên khối các chị nhé. Phần lưỡi dao và phần đuôi chuột cán dao đi vào trong này, tất cả đều là thép nhíp xe ô tô ngang nguyên khối hết ạ. Còn phần vỏ dao và cán dao thì sẽ được làm đồng bộ từ gỗ tẩm chỉ, khâu bằng đồng thau và hai chốt đinh cũng bằng đồng thau luôn. Đó, tất cả đều đồng bộ như vậy luôn, nên các chị có thể nhìn thấy là nhìn nó sẽ đẹp mắt, đồng bộ và sẽ tinh tế hơn. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu chi tiết lần lượt từng sản phẩm ở trong clip này của em ngày hôm nay. Đầu tiên đó sẽ là mẫu dao mèo size 20 trước nhé các anh chị nhé. Đây là mẫu dao mèo size 20 này. Đây là phần lưỡi dao. Đây, lưỡi dao đây. Cái này thì lưỡi của nó sẽ dài vào 20cm ạ. 20cm. Cán thì nó sẽ dài vào khoảng 12,5cm các anh chị nhé. Cán là thiết kế theo kiểu dáng của cán hình giọt lệ này. Ở đây sẽ là khâu bằng đồng thau có dập vân nổi và lá chắn ở đây sẽ là lá chắn bằng đồng này các chị này. Đấy, các chị vừa nhìn chi tiết này, cái lá chắn cũng rất là dày dặn luôn, dày vào khoảng 3 ly đấy ạ. Các chốt đinh ở đây là các chốt đinh đồng thau nhé, các chị nhìn chi tiết giúp em nhé. Thợ làm rất là cẩn thận, chi tiết và tỉ mỉ luôn. Đây là phần lưỡi dao. Cây 20 này thì có chức năng là mình sẽ dùng để thái lọc đồ ăn này, rồi cũng có thể chặt nhẹ được gà vịt chín rồi các chị nhé. Thường thường mà đi dã ngoại cắm trại thì em hay tư vấn cho các chị lấy dao mèo size 20 hoặc là 25 thì nó sẽ vừa đủ, bởi vì là cái kích thước của nó, tổng chiều dài của cái cây này thì nó sẽ chỉ vào khoảng 33cm thôi khi mà có cả vỏ, 33-34cm khi mà có cả vỏ. Nên là mình sẽ thuận tiện cho việc là mình đi dã ngoại cắm trại, mình bỏ ba lô cũng được, hoặc là mình cầm theo cũng được, nó sẽ nhẹ nhàng và nó gọn gàng hơn. Đó. Đây là sản phẩm khi cho vào vỏ đây nhé anh chị nhé. Vỏ đây là vỏ gỗ tẩm chỉ này, có đan tết dây mây ở đây rất là đẹp này. M20DX thì chắc hẳn là các anh chị đều đã quen thuộc rồi đúng không ạ? Mẫu dao thứ hai em muốn giới thiệu tới cả nhà mình ở đây sẽ là cây M25DX. Đây, cái này là size 25 nhé các anh chị nhé, size 25. Đấy, phần lưỡi dao ở đây. Cây này thì lưỡi nó sẽ dài vào 25cm này, cán dao sẽ dài vào khoảng 12,5cm này. Đó, cán và thiết kế thì nó sẽ giống như cây M20DX, chỉ là cái lưỡi dao nó sẽ dài hơn thôi. Còn tổng thể về phần lưỡi dao này, chất liệu lưỡi dao, chất liệu cán dao, khâu dao cũng đều giống như cây M20DX hết trên cây chị nhé. Đây là dao mèo hoàng gia size 25. Đó. Sản phẩm khi cho vào vỏ thì nó sẽ như thế này nhé. Cây này thì các anh chị lưu ý giúp em này, cây M25DX này thì tổng chiều dài của nó sẽ vào khoảng là 37 đến 38, bởi vì là cái lưỡi là dài 25 rồi, cái cán dao nó sẽ dài vào khoảng 12,5 thì nó sẽ vào khoảng 38, khi mà có cả vỏ nữa thì nó sẽ vào khoảng 39-40cm nhé các anh chị nhé. Nếu mà các anh chị mà có cái ba lô rộng thì mình có thể sử dụng cây 25. Cây 25 này thì cái công năng của nó sẽ lớn hơn so với cây 20DX ạ, vì nó dài hơn, cầm thì nó đầm tay hơn. Ví dụ như các anh chị mà đi rừng, đi dã ngoại cắm trại mà muốn chặt cái cây củi ạ, cành cây hoặc là củi này đấy, mình muốn bổ củi, chẻ củi này, thì mình lên dùng những cái cây size nó lớn hơn một chút như thế này, là cây size 25 đó. Mẫu số 3 sẽ là cây M28DX nhé các anh chị nhé. M28DX tức là lưỡi dao nó dài 28cm này, cán dao thì nó sẽ dài vào khoảng 13 đấy ạ, 13cm. Cái tổng độ dài của nó thì sẽ vào khoảng 41-42, khi mà có cả vỏ nữa thì nó sẽ vào khoảng 43cm các anh chị nhé. Cái này thì sống dao khá là dày dặn. Đó, đây các anh chị có thể nhìn chi tiết phần sống dao này, nó sẽ vào khoảng 6-7 ly. Sản phẩm của tác xã Giao Phúc Sen thì lúc nào cũng sẽ có dập logo HT Giao Phúc Sen trên lưỡi dao này. Tem chống hàng giả mình có thể check được bằng ai check nhé các anh chị nhé. Lưỡi dao thì nó sẽ thiết kế kiểu dáng của dao mèo nhọn, nên là khi mà các anh chị mà dùng đi rừng á, thì mình có thể là ngoài cái tác dụng mình chặt cây, chẻ cành thì mình có thể là chặt
gà vịt chín được sống này, đấy, thái lọc đồ ăn này. Ngoài ra là cái mũi nhọn như vậy thì mình cũng có thể là mình đào đất được này, đấy, hoặc là mổ cá, đấy, lọc thịt đó. Nên là nhiều khi các anh chị nói là muốn tìm một cây dao mà đa năng làm được rất là nhiều thứ, cái được chặt được chỉ có dao mèo thôi ạ. Đây là phần lưỡi dao các anh chị nhé, nhìn rất là đẹp luôn. Đây sản phẩm khi cho vào vỏ thì nhìn nó sẽ như thế này nhá anh chị nhé, M28DX đó. Rất là đẹp. Tổng giá của ba sản phẩm này sẽ là 2.480.000. Và trong ngày hôm nay khi các anh chị mua combo chọn bộ ba dao mèo hoàng gia của tác giả Dao Phúc Gen size 20, 25 và 28 thì số tiền sẽ chỉ còn là 2.230.000 combo cả bộ thôi các anh chị nhé. Đó, nếu mà các anh chị đang quan tâm đến sản phẩm dao mèo của tác giả Dao Phúc Gen hoặc những sản phẩm khác của tác giả Dao Phúc Gen thì có thể truy cập vào trang web www.daophucgen.vn hoặc là htxdaophucgen.com. Các anh chị cần tư vấn thêm thì cũng có thể liên hệ với em qua Zalo hoặc tổng đài là 0987240733. Bây giờ thì em sẽ xin phép được kết thúc video ngày hôm nay ở đây. Em cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi video của em. Cả nhà mình nhớ bấm like và đăng ký kênh để nhận được nhiều những thông báo hấp dẫn hơn về các chương trình của tác giả Dao Phúc Gen nha. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà. Tổng giá của ba sản phẩm này sẽ là 2.480.000.